Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Cường Thể Thao Thế Mừng Đông Anh sẽ mang tới cho các bạn một video tổng hợp về 21 mẫu giày cầu lông Li-Ning mới nhất năm 2017. Giày cầu lông Li-Ning năm 2017 có một số đặc điểm nổi bật hơn hẳn so với những năm trước đây. Đó những đặc điểm gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Năm nay thì Li-Ning tập trung phần lớn những công nghệ ở phần đế giày. Phần đế giày được làm rất dày dặn chắc chắn với những tạo hình gợn sóng đa chiều, giúp tăng độ ma sát, bám sàn tuyệt đối, chống sốc và chống trơn trượt hoàn hảo. Điểm thứ hai là một số đôi giày cầu lông Li-Ning đã được áp dụng công nghệ dệt 3D đa chiều. Đây là lần đầu tiên công nghệ này được áp dụng cho dòng giày cầu lông. Với công nghệ này thì đôi chân của các bạn sẽ dễ dàng hít thở trong quá trình luyện tập. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ngắm lần lượt 21 mẫu giày này nhé. Với khỏe mạnh sẽ có size giày từ size 39 cho đến 43. Trước tiên phải kể đến mẫu giày cầu lông AITM069. Sản phẩm này có hai màu cho các bạn lựa chọn với mức giá siêu yêu thương 900.000 đồng. Đây là mức giá rẻ nhất của dòng giày cầu lông Li-Ning. Tiếp theo là đôi giày với tông đen chủ đạo, có mã là AITM033. Sản phẩm này có giá chính hãng là 1.000.000 đồng. Cũng với mức giá này, các bạn có thể lựa chọn đôi giày AITL059 với màu trắng rất nhã nhặn. Cũng là tông đen chủ đạo nhưng được đường viền màu cam và những phần đế màu cam làm cho đôi giày nổi bật hơn rất nhiều. Đôi giày này có mã là AITM081 với mức giá là 1.280.000 đồng. Chúng ta hãy cùng ngắm những đôi giày tiếp theo nhé. Tiếp theo là mẫu giày AITM067, có hai màu cho các bạn lựa chọn. Sản phẩm này có giá chính hãng là 1.590.000 đồng. Mẫu giày AITM105 có 3 màu cho các bạn lựa chọn. Sản phẩm này có giá chính hãng là 1.490.000 đồng. Với màu sắc rất là cá tính độc đáo như thế này, sản phẩm này có mã là AITM111, có giá chính hãng là 1.400.000 đồng. Tiếp theo là mẫu giày AITM071 với hai màu sắc cho các bạn lựa chọn. Rất năng động phải không ạ? Sản phẩm này có giá chính hãng là 1.650.000 đồng. Kế đến là đôi giày cầu lông cao cổ duy nhất của Li-Ning trong năm nay. Sản phẩm này có mã là AIAM011 với mức giá chính hãng là 1.590.000 đồng. Tiếp theo, chúng ta cùng ngắm những đôi giày dành cho phái đẹp nhé. Với phái đẹp sẽ có size giày từ size 36 cho đến 39. Đầu tiên phải kể đến mẫu giày AITM074 với mức giá là 1.250.000 đồng và có hai màu cho các bạn lựa chọn. Tiếp theo là một đôi giày với tông hồng chủ đạo, rất ngọt ngào nữ tính phải không ạ? Sản phẩm này có mã là AITM066 với mức giá là 1.490.000 đồng. Kế đến là một đôi giày cực kỳ sặc sỡ, không kém phần nữ tính, với màu xanh ngọc và phần dây màu xanh highlight rất là nổi bật. Sản phẩm này có mã là AITM076 với giá chính hãng là 1.300.000 đồng. Kế đến sẽ là một đôi giày được phối màu đen với màu hồng. Và
Sản phẩm này có mã là AIT10078 với mức giá chính hãng là 1.200.000 đồng. Và cuối cùng là một đôi giày với tông hồng và phần xanh rất biển động ở phía cuối gót như thế này. Sản phẩm này có mã là AITM062 với mức giá là 1.180.000 đồng. Dạ. Các bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy qua ngay cửa thể thao Thung Lũng Đông Anh tại số 259 Cao Lỗ, Đông Anh, Hà Nội để lựa chọn cho mình một đôi giày cầu lông ưng ý nhé. Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo hotline 098 799 0799 hoặc inbox trực tiếp cho chúng tôi tại fanpage cửa thể thao Thung Lũng Đông Anh để tư vấn đặt hàng. Dù bạn ở miền xuôi hay miền ngược, ở vùng địa đầu tổ quốc hay hải đảo xa xôi, chúng tôi cũng sẽ giao hàng đến tận tay cho các bạn. Các bạn nhận hàng, kiểm tra, thật hài lòng thì hãy thanh toán nhé.